giữa hai người. Dae Young, người đã trở lại 18 tuổi cuối cùng đã lấy hết can đảm của mình, xuất hiện trước mặt vợ Ja Jung. 맞습니다. 홍대영. 대리. Dae Young vẫn khó mà dùng thân phận này đối mặt với vợ mình, và lần này cuối cùng anh đã quyết định buông tay. Chỉ một ngày trước đó, Dae Young nghĩ rằng trở lại tuổi 18 là cơ hội mà Thượng Đế ban tặng cho anh, nhưng trong mắt người nhà, anh vẫn là người chồng không đáng tin cậy đó, người cha vô trách nhiệm đó. Dae Young cuối cùng đã tìm ra lý do tại sao Ja Jung nhất quyết đòi ly hôn. Tại một buổi họp mặt bạn cùng lớp, mọi người đều khoe ra sự thành công của họ, không biết vô tình hay cố ý, còn chế giễu những bạn học nghèo khó. Sự chế nhạo của mọi người khiến Dae Young chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hối hả và nhộn nhịp này. Dae Young ngồi uống rượu một mình, có vẻ như chỉ có sự sụp đổ của anh mới có thể làm nổi bật lên sự cao quý của họ hôm nay. Dae Young cuối cùng không thể chịu đựng được, chút hết sự phẫn nộ trong lòng ra. Ja Jung nhanh chóng bước tới để an ủi chồng, nhưng Dae Young đã làm một điều hối tiếc suốt đời. Dae Young say rượu chút mọi cảm xúc tồi tệ nhất của mình lên người vợ, cả quán ăn im lặng. Dae Young uống chén rượu trên tay, sau đó ngã lăn ra bàn. Ja Jung xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Dae Young trở lại tuổi 18, cuối cùng cũng hiểu rằng chính anh đã tự tay hủy hoại hạnh phúc này. Đối mặt với người vợ đã chung sống với mình 20 năm tại tòa án, Dae Young dùng thân phận này thể hiện những cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Ja Jung à, 넌 정말 좋은 사람이고 나한테는 과분한 사람이야. 솔직히 붙잡고 싶어. 내 인생 어떤 선택보다 오늘을 후회할 거야. 그런데